Rồi, chào cả nhà nha. Thì hôm nay Nhân đang hướng dẫn cho một bạn thực hiện cái làm bài ghép xe dọc vào nơi đổ. Sẵn đây Nhân sẽ chia sẻ một số điểm lưu ý dành cho các anh chị nào học và thi giấy phép lái xe của mình. Thì ở một số, cái này là một số điểm canh của nó, hầu như nó trường sân thi nào nó cũng như nhau hết. Nhà để vào trường thì hầu như sân thi nào cũng như nhau hết. Nhưng ở một số sân thì nó sẽ chia ra là sát hạch hai hạng B và C thôi. Thì nó sẽ có chuồng dành cho B và chuồng dành cho C. Nha. Thì một số sân á, B á, nó lại là có cả xe tải nhỏ, nên là nó sẽ có chuồng vào cho xe tải nhỏ nữa, nên vẫn để B những vỉa hình xe tải. Thì anh chị lưu ý mình nha, mình đang chạy trên xe con thì vào chuồng B của xe con. Nha. B1, B2 là hầu như vào chung chuồng với nhau, chung với nhau. Thì bây giờ đây ở một xăng á, thì nó có thể có đến 2 đến 3 chuồng tùy vào xăng nha, có thể xăng có 4 chuồng nữa. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mình vào cái một cái chuồng đây. Thì vào chuồng giữa đây sẽ có 4 chuồng đổ xe đây, thì mình vào ở chuồng giữa nha. Đó là 4 chuồng đổ xe nè. Rồi thì 4 chuồng này mình vào rồi bây giờ nè, mình sẽ cho bạn học viên vào. Thì một số điểm canh của mình á, thì anh chị đã biết rồi, vai ngang giữa chuồng đánh thách lái như thế nào, cái phần đó thì sau vào chi tiết bài thì em sẽ nói. Đối với trường hợp cái bài ghép xe dọc nè, khi anh chị đưa xe tới, cố gắng cho xe cập sát ở ngoài vạch tim đường này nè, vạch ngoài nè, nha, cập sát vào để mở rộng cái góc đánh vào. Thì để đơn giản nhất, một số xăng nó sẽ có một số điểm dành cho anh chị. Để đơn giản nhất, gương của anh chị ngang giữa đường vào dừng lại nha, gương ngang giữa đường vào dừng lại. Đây bạn hơi lố nè. Rồi, mình ước lượng thôi, cái khoảng cách này là tương đối chứ không phải tuyệt đối được nha. Mình chỉ là tương đối thôi chứ không ai lấy cái này chính xác tuyệt đối được. Hết lái phải, gương ngang giữa đường vào. Hết lái phải, cố gắng áp sát ở ngoài một tí nha, đánh vô sẽ dễ hơn. Rồi bỏ con từ từ lên. Nha. Từ từ cho xe vào. Dừng lại. Mục đích tại sao mình canh vào gương ngang giữa đường vào mình mới đánh lái. Gương không phải là gương ngang lề. Gương ngang lề mình đánh vô cũng được. Mục đích của mình á, trong bài này, mình muốn thân xe bên trái của mình áp sát vào cái miệng chuồng và khoảng cách từ 30-50 cm. Đây là ống hơi không được cán nha. Khoảng cách từ 30-50 cm là đẹp nha, đó là khoảng cách này nha, 30-50 cm hơn một gang tay của mình. Rồi, tại vì ngày thi của mình, cái chiều rộng phía trên miệng chuồng của mình á, nó có cái giới hạn. Đây là giới hạn phía trên nè, phía trên có lằn ống hơi luôn, chứ không phải rộng rãi như ở ngoài sân thi của mình. Khi ở ngoài thực tế của mình nha, sân thi nó có giới hạn cho mình, nên mình bắt buộc phải áp sát về bên trái. Nếu trường hợp ở ngoài rộng rãi á, thì đi rộng móc lên vẫn được anh chị nha. Không sao hết, nhưng sân thi đòi hỏi có độ chính xác, tại nó có giới hạn phía trên. Rộng quá anh chị móc lên không đủ, đúng không? Hoặc là móc lên đánh đầu lên bị cán lên vạch, cán lằn ống hơi là bị trừ điểm nha, mỗi bánh trừ 5 điểm. Rồi em cho xe móc hết lái vô. Rồi đánh hết lái vô nè. Đó, vô đi em, vô đi, vô đi, hết lái vô. Rồi bắt đầu khi dừng lại, dừng lại khi đầu xe anh chị đã vào nha. Khi đầu xe vào nè, tới đây tới mặt màu vàng nè, xe cảm biến mình sẽ có tín hiệu tính toan. Tín hiệu tính toan đó là tín hiệu vào bài, và bài thi này là 2 phút nha. Rồi bắt đầu tính toan, trả lái dần lại cho xe tiến lên, trả lái dần lại cho xe tiến lên, dần lại, dần lại, mục đích cho cái thân xe bên trái áp sát vào. Rồi cho xe song song tiến lên nè. Đó, thấy chưa? Rồi
điểm canh tiếp theo của mình nha. Thì đưa xe tiến lên khoảng cách này là được rồi, chuẩn rồi các bạn nha. Khoảng cách này hầu như là ok rồi nè. Đó. Thì cho xe tiến lên phải vai của mình ngang giữa chuồng. Cái vệt trắng đỏ lưu ý ha, vai ngang giữa chuồng. Giữa chuồng nè. Vai ngang. Nha, vai ngang giữa chuồng. Đây, mình đứng ngay vị trí của bạn đây. Đây. Nha. Giờ vai ngang giữa chuồng nè. Thì mình dừng lại. Dừng lại. Đồng nghĩa nếu mình chính xác á là gọi là trục bánh xe trước nè, ngay lằn ống hơi. Trục bánh xe sau thì cũng ngay lằn ống hơi. Đó, có nghĩa là chiều dài cơ sở của mình á là ngay miệng chuồng bằng chiều rộng miệng chuồng nha. Rồi. Bây giờ bạn tiến hành thực hiện cái bài ghép xe dọc và nơi đổ. Bước đầu tiên của mình là đánh hết lái gì đây? Hết lái phải. Cho xe tiến lên. Quan sát gương trái. Khi nào mà hông xe tạo với góc là góc bao nhiêu đây? 45 độ so với miệng chuồng. Ngày thi của mình sẽ có vệt trắng đỏ. Đây, thấy chưa? Giờ mình đứng ngay vệt trắng đỏ cho bạn nè. Ok. Nè. Thấy chưa? Đó, anh chị thấy chưa? Đó. Ngay vệt trắng đỏ nè. Nha. Bước tiếp theo là gì đây? Bước theo là đánh hết lái trái. Rồi, đánh hết lái trái. Hết lái phải là 1.5 vòng. Và từ hết lái phải qua hết lái trái của mình là 3 vòng vô lăng. Vào số lùi. Nha, vào số lùi. Quan sát gương trái. Tại vì khi lùi vào bánh xe sau bên trái sẽ vào miệng chuồng trước. Các anh nhỏ con từ từ vào. Xem thử nó có cán lên cái lằn ống hơi hay không. Nè, thấy chưa? Vào đi, khoảng cách rất là rộng, đâu cán đâu đúng không? Rồi, dừng. Lúc này là bánh cỡ nào nó cũng không cán hết. Thì là em quan sát bên phải. Nha. Cái bài ghép ngang này với ghép xe dọc chứ quên. Nó yêu cầu mình một yếu tố thôi. Đó là hai bánh xe sau phải cán lên vạch nhận bài. Nha, đồng thời cán lên có nghĩa là thân xe của mình song song với chuồng. Chứ nó không yêu cầu bên trái và bên hông xe bên trái bên phải nó phải đồng với nhau. Có thể là nó rộng bên trái hoặc rộng bên phải cũng được, miễn sao không cán lên lằn ống hơi là được nha. Rồi quan sát bên phải cho xe lùi vào. Có nó có cán không? Không cán thì song song dừng lại. Dừng, đó. Lúc này nè, thân xe mình song song nè. Thấy chưa? Song song rồi nè. Rồi, tiếp theo là trả thẳng lái. Tại vì khi mà song song rồi mà mình không trả thẳng lái, mình lùi vào thì nó sẽ bị lệch đi. À, trả thẳng lái em lùi vào để bánh xe sau cán lên vạch màu vàng. Em nhìn gương trái á, vạch vàng. Nha, đây là vạch nhận bài của mình. Ngày thi sẽ có tín hiệu tính con, tín hiệu tút nha. Đó, ngày thi cỡ này mà lùi hơn một, nếu chưa, ngày thi của anh chị á, nếu mà nó chưa có tín hiệu thì tiếp tục anh chị phải lùi tiếp theo nữa nha. Và bài này có thời gian làm bài là 2 phút. Nha. Rồi, khi đi ra là em phải, khi đi ra khỏi chuồng á, thì mình phải lưu ý một điểm. Vai của mình ngang lằn ngang lề mới được phép đánh lái nha. Vai ngang nè, chưa vai ngang đã đánh rồi, bây giờ mới vai ngang nè. Nếu chưa vai ngang đánh thì đi ra đi. Rồi các bạn thấy nè, bánh xe sẽ cán lên, mỗi lần cán là trừ 5 điểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xong cái bài này rồi mình sẽ đi theo chiều của mình. Rồi.